bé thân mến, hôm nay chị Dâu Tây và các bé sẽ cùng nhau tô màu các loại đồ chơi nhé. Ở đây chị có một chú thỏ bông, một chú ngựa gỗ, một cái xúc xắc, một sợi dây và một chú gấu bông đấy các em ạ. Chị sẽ tô chú thỏ màu hồng, chú ngựa màu xanh dương và chú gấu màu nâu nhé các em. Thank you.
các bé thân mến, chị Dâu Tây đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi đấy. Nếu các bé thích bức tranh của chị thì hãy ấn nút like hoặc comment cảm nghĩ của các em nhé. Các bé hãy ấn subscribe màu đỏ để đăng ký kênh BBTV Kids và ấn vào những hình ảnh trên video để xem tiếp các clip tô màu tiếp theo. Sau đây chị sẽ hướng dẫn các bé nhé. Các bé hãy click vào đây. Và ở đây nữa nhé.